Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 10 năm 2024. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên con đường Sư Văn Hạnh, quận 10, Sài Gòn. Đây được biết đến là con phố ẩm thực, con phố karaoke ngày xưa rất nổi tiếng ở tại Sài Gòn của chúng ta. Ngày xưa thì hai bên đường Sư Văn Hạnh này phải nói có rất là nhiều tiệm kinh doanh dịch vụ karaoke, nổi tiếng là phố hát đó anh chị. Mà phải nói sau khi mà dịch bệnh Covid-19 nó xảy đến là phố hát này, phố karaoke này đã bị đóng cửa giải thể rất là nhiều luôn anh chị. Và để bắt đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc bình an. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Trong video clip ngày hôm nay, Tường Vũ Channel kính mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình phố xá ở trung tâm quận 10. Chúng ta sẽ đi trên con đường Sư Văn Hạnh này. Sau đó chúng ta đi về bên phố Hoa, phố chuyên kinh doanh hoa ở tại Hồ. Chúng ta sẽ đi về bên phố Hoa, phố chuyên kinh doanh hoa anh chị. Nay ngày 20 tháng 10 thì chắc có lẽ là chợ hoa Hồ Thị Kỷ, một trong những chợ hoa lớn nhất ở Sài Gòn, sẽ đông vui và nhộn nhịp. Con đường Sư Văn Hạnh này, cái hướng này chúng ta sẽ đi về bên ngã tư của Sư Văn Hạnh và 362 anh chị. Nhân dịp hôm nay là ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Tường Vũ Channel xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý cô, quý chị và các bạn nữ có một ngày thật là ý nghĩa, hạnh phúc, vui vẻ và luôn xinh đẹp bên gia đình, người thân, bạn bè. Phía bên tay phải màn hình của chúng ta đó là trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall anh chị. Đây là một trong những trung tâm thương mại có thể nói lớn nhất ở tại quận 10 luôn anh chị. Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall. Hôm nay ngày 20 tháng 10 chắc là bên trong đây cũng đông nghịt người luôn. Vào đây thì được cái là vừa ăn uống, vui chơi, giải trí, mua sắm thoải mái luôn anh chị. Con đường Sư Văn Hạnh này phải nói là chúng ta thấy cũng còn rất nhiều cái mặt bằng để trống cho thuê mà thấy cũng chưa ai thuê anh chị. Thôi nhắc đến mặt bằng kinh doanh nhà phố tại Sài Gòn thì chúng ta thấy nó còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà kinh doanh. Đây nổi tiếng là phố sức khỏe chị, con đường Sư Văn Hạnh gọi là phố sức khỏe. Đó, mình sẽ đi trên con đường Sư Văn Hạnh này để về bên ngã 7 nè. Về ngã 7 Lý Thái Tổ mới đi về bên chợ hoa Hồ Thị Kỷ được anh chị. Bên tay phải màn hình của chúng ta là Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ ngày nay thật sự mà nói, các cô, các chị cũng rất là giỏi, không có thua gì nam giới. Phụ nữ cũng vừa lo cho công việc ở ngoài xã hội mà vừa lo công việc gia đình nữa. Cho nên với thời đại hiện nay thì phụ nữ hay nam giới cũng phải công bằng trong mọi thứ, công bằng trong mà phụ nữ ngày nay thì phải nói rất giỏi giang. Cho nên ngày nay giữa nam giới và phụ nữ đều có một cái sự bình đẳng
như nhau thôi. Ngày xưa thì cứ nói công việc nội trợ, công việc gia đình là dành cho phái nữ, phải có trách nhiệm làm. Nhưng mà ngày nay thì rõ ràng là điều đó nó không còn nhiều ý nghĩa gì. Tại vì cho dù gia đình hay là nội trợ hay là công việc gì đó thì nam giới cũng phải làm hết được cái công việc. Hiện tại thì mình đang có mặt trên con đường Lý Thái Tổ. Lý Thái Tổ quận 10 anh chị, hướng này đi về bên ngã 7 Lý Thái Tổ nè. Ngày xưa thì ngã 7 Lý Thái Tổ cũng rất là nổi tiếng, có chợ chuồng bò. Bây giờ thì vẫn còn, bây giờ buổi sáng thì bà con vẫn buôn bán ở trong cái hẻm gọi là chợ chuồng bò anh chị. Con đường Minh Mạng năm xưa thì bây giờ đã trở thành phố chuyên kinh doanh về nội thất lớn nhất ở tại Sài Gòn luôn. Đó, mình sẽ đi về bên chợ hoa Hồ Thị Kỷ quận 10 ha. Hôm nay là ngày thật ý nghĩa đối với các cô, các chị em phụ nữ mà. Cho nên chúng ta hãy đi cập nhật tình hình mua sắm bông hoa ở tại chợ hoa lớn nhất Sài Gòn, xem tình hình nhộn nhịp đông vui như thế nào. Đâu đó thấy các quý ông cũng đang ôm những đóa hoa để tặng cho người phụ nữ thân yêu của mình nè, Lý Thái Tổ. Đường Lý Thái Tổ này thì đi thẳng về bên ngã 6 Cộng Hòa. Đang thang một dòng ở các cái điểm bán hoa, chợ Hồ Thị Kỷ rồi đường Nguyễn Văn Cừ cũng là con đường nổi tiếng về bán bông hoa theo những ngày lễ lớn ở trong năm. Người ta đặt là con đường tình yêu của Sài Gòn, bán bông hoa rất là nhiều đó. Ồ, có xe mẹt E350 ngoại giao luôn, biển ngoại giao gì, biển màu đỏ mà gạch ngang ở giữa. Biển đó là biển mà màu đỏ gạch ngang ở giữa là bất khả xâm phạm luôn nha. Ồ, hoa quá trời hoa nè chị, hoa nè. Wow, hoa đẹp quá. Hôm nay đi ngắm hoa. Ồ, xe này vô gạt luôn. Đó, xe hơi mà vô ngày hôm nay là cũng hơi căng á. Quá trời đẹp hoa ha. Ngập tràn hoa dành cho hoa đẹp. Đó anh chị, hôm nay chợ hoa là nhộn nhịp luôn. Ồ, quá đông luôn anh chị ơi. Chưa biết sức mua như thế nào, hy vọng thì đông người thì sẽ buôn bán được tốt thôi anh chị. Sau khi mà dịch bệnh Covid-19 xảy đến thì cái việc mà kinh doanh hoa nó cũng giảm rất là nhiều. Và phố hoa của chúng ta thì người nước ngoài á, họ cũng thích khám phá lắm, thích khám phá phố hoa ở tại quận 10 nè. Đó anh chị, số người cũng đi vào đây bắt đầu mua bông mua hoa, chở các cô, các chị thích hoa gì thì mua tặng hoa đó thôi. Có một số người nước ngoài họ đang đi bộ ở đây. Vô đây thì đi bộ thì chắc cô quay nó đẹp hơn chị. Xe thì nó quay nó hơi khó một xíu, này hơi chập chội. Ngày phụ nữ mà sao thấy phụ nữ đi mua hoa không ta? Nam giới đi mua hoa chứ sao thấy phụ nữ đi mua hoa? Có xe rác ở đậu đây, khó đi qua. Chợ hoa này lớn nhất ở quận 10 Sài Gòn đó nha, chứ không phải là không phải chợ hoa nhỏ đâu, lớn nhất ở Sài Gòn luôn đó. Đây, quẹo bên phải nè, bên phải mới ra được bên ngoài. Rất là đông người bán luôn. Bây giờ thì kém rồi.
nó giờ vào ngày Tết là vô đây là đông nghịt luôn đó chị. Nên như vậy là cũng thấy vắng người ta. Dòng đây đã gửi đến quý vị. Trong này người ta bán cũng ngõ ngách hẻm. Là đông vui luôn anh chị ơi. Đi ra cái hẻm nào đây? Ra cái hẻm nào đây? Bông hoa. Ra hẻm này thì mới đi ra ngoài được anh chị, nó hoa đẹp. Bông hoa rồi bán các cái phụ liệu về hoa luôn. Giờ người ta mua hoa người ta cũng nhờ ráp giao luôn. Nhà chọn mẫu thanh toán rồi shipper giao tận nhà luôn anh chị. Ở đây người ta bán các cái bình hoa nè, bình để cắm hoa đó, gọi là phụ kiện trang trí cắm hoa, cắm bông, cắm hoa. Bên trong cái hẻm kia có mấy người nước ngoài. Bên trong cái hẻm có mấy người nước ngoài họ cũng đi vào cái chợ này. Ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ lớn nhất ở tại Sài Gòn. Quá đông vui và nhộn nhịp luôn. Song song với cái chợ hoa này là cái phố ẩm thực. Phố ẩm thực lớn nhất ở tại quận 10 luôn đó anh chị. Hàng trăm món. Anh đi ngắm hoa. Hôm nay với lại buổi tối bán nguyên ngày đến tối luôn á. Tối thì bắt đầu đi ăn đi uống trung tâm thương mại. Mình ít nóng luôn. Đường này là cấm xe hơi, đi vào. Đó, có hàng một vài dòng để gửi đến quý vị và các bạn ha. Ngày đẹp nhất của phụ nữ 20 tháng 10. Việt Nam mình cũng có rất là nhiều ngày lễ.
giờ mình sẽ đi ra lại phía ngoài, rồi sau đó chúng ta sẽ đi về bên con đường tình yêu Nguyễn Văn Cừ, con đường Cộng Hòa năm xưa. Thôi nhường cho người ta. Chúng ta biết là cái ví dụ mà bóp còi xe đó đôi khi cũng xảy ra án mạng luôn đó chị. Đứng phía sau đường kèm cứ bóp còi xe hoài, người ta nóng máu người ta đọc cho, xảy ra các án mạng mà không đáng có phải xảy ra cũng chỉ vì cái còi xe đó anh chị. Có nhiều vụ việc đường đông đúc nghẹt mà đi phía sau cứ bóp còi, kích thích cái thần kinh của những người gặp những người khó tính, ta bực bội người ta quay ra ta đọc, hai bên quýnh nhau xảy ra án mạng luôn anh chị. Nó như vậy đó, chứ không phải là anh chị sử dụng còi, sử dụng còi xe mà không hợp lý, không đúng lúc thì dễ gây ra những cái gọi là vui rồi. Bên Lý Thái Tổ nay là taxi là không thể nhúc nhích vào được đâu. Đây, chúng ta đang có mặt trên con đường Lý Thái Tổ gì. Và như vậy thì vừa rồi Tường Phủ Channel cũng đã giới thiệu cập nhật đến quý vị một vài cái hình ảnh ở tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ quận 10. Đây có thể nói là một trong những chợ hoa lớn nhất ở tại Sài Gòn của chúng ta. Vào trong các cái dịp lễ lớn Tết Nguyên Đán rồi 14 tháng 2 ngày lễ tình yêu rồi nhiều ngày lễ lớn khác trong năm thì mọi người đều đổ dồn về bên chợ hoa Hồ Thị Kỷ quận 10 này. Chủ yếu là hoa người ta nhập từ Đà Lạt và các tỉnh miền Tây lên anh chị. Đa số là Đà Lạt nhiều hơn, miền Tây cũng có, Đồng Tháp đó chị. Nhưng mà đa số là bông hoa Đà Lạt xuống là nhiều. Đa số hoa ở tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ này là nhập từ Đà Lạt xuống anh chị. Miền Tây cũng có nhưng mà không nhiều bằng Đà Lạt. Đó, con đường Lý Thái Tổ, bên tay trái là quận 3, bên tay phải là quận 10. Đi thẳng là đi về bên cái ngã 6 Cộng Hòa năm xưa đó. Cập nhật vài hình ảnh ở trên con đường Nguyễn Văn Cừ để gửi đến quý vị. Đó, đây là con đường tình yêu nè anh chị ơi. Đường tình yêu ngày hôm qua thì cập nhật vào phía bên kia. Còn hôm nay thì đi phía bên này anh chị. Ngày hôm qua cập nhật phía bên kia đường ngược lại, còn hôm nay cập nhật phía bên này ha. Đó, anh chị thấy bông hoa không? Bông hoa quá trời luôn anh chị. Giá thì rẻ, 30.000. Ở đây là chủ yếu là hoa giả thì nhiều nè, hoa nhựa nè, hoa giấy nè. Cho hoa tươi thì có mà ít lắm anh chị, cho nên ta bán giá rất là rẻ dành cho sinh viên, rồi người ta sắp xếp hình ảnh trái tim, thứ đồ mà dành cho các bạn trai mua tặng cho người yêu đó anh chị. Trung tâm thương mại Now John bán ra ngoài đường luôn. Ngày tình yêu mà, ngày dành cho phụ nữ, dành cho phái đẹp. Qua cập nhật lần rồi nên hôm nay thì chủ yếu đi dạo ngắm thôi anh chị, chứ còn
đi một vòng xem thử cái không khí của ngày, đúng là ngày 20 tháng 10 thì nó như thế nào. Mọi người có đi mua đông hay không, rồi tình hình buôn bán của những người ở đây ra sao. Đó, nhiều trái tim người ta làm có cái hình là I love you nè, anh yêu em là duy nhất của đời anh, tất cả những lời mật ngọt tình yêu thì đa số là người ta dành khi mà yêu nhau. Tất nhiên thì khi về sống với nhau thì cũng cần những cái lời như vậy. Thuở ban đầu như thế nào thì vài chục năm sau nó cũng giữ được như vậy thì tuyệt vời, không còn gì bằng luôn anh chị. Đó là quá tuyệt vời, nhưng mà cũng rất khó anh chị nha. Nói thì dễ chứ thực tế nó không phải là dễ đâu. Qua bên kia bán quá trời luôn á. Tràn ngập bông hoa. Tràn ngập bông hoa, hoa hồng. Đúng là phố tình yêu thật. Này đúng là phố tình yêu. Đó, các đôi nam nữ chở nhau đến ngắm, đến mua, tặng hoa, tặng gấu yêu, tặng thỏ yêu. Đó, gấu dễ thương chưa quý vị ơi. Mỗi năm người ta bán, người ta cũng nghĩ ra những cái hình như là con gấu rồi trái tim. Đó, nhìn rất là dễ thương luôn. Tất nhiên thì hàng trăm người bán thì chỉ có vài người mua thôi, cho nên đôi khi nó cũng không phải là đông đâu anh chị. Hàng trăm người bán đây thì cũng có khoảng 10 người mua, nói chung là chiếm khoảng 10% thôi. 10% thôi quý vị. Quá trời luôn nè anh chị. Trời ơi, sao ế này. Màu này buổi sáng cho nên trái tim hoa hồng. Oh. 30k thôi, rẻ dữ vậy ta. 30.000 anh chị ơi. Hoa tràn ngập luôn. Trái tim hoa hồng. Ồ, mà thấy có vẻ rắn quá ha. Anh chị thấy không? Thấy nó cũng có vẻ ảm đạm rắn như này. Hoa sáp 10.000, hoa hồng 30k một bó luôn. Quá đẹp, thoải mái mà nhìn ngắm anh chị. Ngắm thoải mái luôn. Phố tình yêu, con đường tình yêu. Con đường tình yêu quý vị. Wow, chúc mừng phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 đi ngắm thôi. Cầu quá trời đẹp. Đẹp quá trời luôn anh chị ơi. Đang đi ngắm hoa đây. Con đường tình yêu của chúng ta. Đó anh chị. Wow, tràn ngập hoa luôn nè. Thoải mái mà nhìn. Quá đẹp. Ngắm hoa thoải mái đi quý vị ơi. Quá trời. Trời ơi, thoải mái ngắm. Này là họ bán suốt ngày luôn đó, bán từ sáng đến tối luôn. Ngon gì. Ồ, thấy không, quá trời đẹp. Mà thấy sức mua nó cũng ảm đạm quá đi cô chú anh chị các bạn. Nhưng mà thấy có vẻ nó cũng chưa được đông lắm á chị. Đó anh chị thấy không? Đây ngày chủ nhật, ngày cuối tuần. Rơi đúng ngày cuối tuần luôn anh chị.
Wow, 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 đó, chị thấy không? Thoải mái mà nhìn đẹp. Sinh viên người ta bán cũng nhiều chị. Ở đây có rất nhiều trường đại học mà. Khổ quá, không có nhiều người mua máy gì ấy. Đa số là người ta đi người ta ngắm các cái mẫu hoa đẹp thôi. Còn người mua thì thấy cũng ít thôi anh chị. Người ta mời dữ quá. Mà mình thì thường mua hoa thật không à, hoa tươi á, hoa bó tươi lớn á. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Rộn ràng ngày 20 tháng 10.